Nên phá thử trà hoa đậu biếc nha. Đi là mình sẽ có hoa đậu biếc đã ngâm khô rồi. Và đây cho vào khoảng 10 bông nha. Sau đấy mình sẽ đổ nước sôi vào. Sẽ hạ một chút xíu nha. Em mới đổi màu rồi, đẹp quá. Mình sẽ chờ một xíu nó ra hết màu. Mình sẽ chanh vào xem nó mới đổi màu như thế nào nha. Nghe nói là vắt chanh sẽ làm đổi màu, thử xem nhé. Ô, nó đổi thành một tím mộng mơ rồi nè, dễ thương không? Chu cha. Hôm nay giọng của mình đang hơi bị khàn, mong mọi người thông cảm nha. Chỉ cần chanh thôi. Rồi mình cho đường vào rồi mình khuấy đều nha. Ai mà uống chua nhiều thì bỏ ít đường, còn thích ngọt thì thêm nhiều đường. Rồi mình sẽ bỏ đá vào mình thưởng thức thôi. Lần đầu tiên pha cũng không quá tệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh nha.